thiệu cho tất cả mọi người, mình là Vami. Mình là Bảo Mập. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay các game này sẽ chơi Roblox 2020 Story. Đây là một cái game mà nó nói về một cái năm của cái gì á, Bảo Mập dịch đi. Gì, một năm thảm họa hay là gì nè? À, đây. Rồi, năm xảy ra thảm họa của năm 2020 các bạn. 2020, một năm khó khăn. Năm 2020 hãy bắt đầu, nói chung là cái này đợi đi, đợi người chơi lót xong rồi. Đó, bắt đầu nè, ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tưởng nhớ về tất cả những người mà đã chúng ta đã đánh mất. Ba, bây giờ hiện tại là mình đang ở năm 2020. Đây, xin giới thiệu, đây thằng trên, thằng bạn chí cốt nó chết mấy lần giờ nó sống vững sống dậy nè. Đây người bạn. Bộ thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn top. Đó là chí cốt này, chí sao không biết giờ nó sống hoài luôn á, nó chết mấy lần rồi đó. Tao mày chết rồi Bảo ơi, rồi để tao qua đây tao ngồi. Năm 2020 có vẻ tính ra là một năm rất là vui, vui hơn năm 2019 phải không? Không. Ông cũng mong là vậy. Scary story time. Đó, bây giờ là bắt đầu kể chuyện ma. Ngày xưa, ngày xưa chứ một khu rừng nọ. Cái đống lửa chạy đi nào. Rồi. Ai có thằng nào ăn thịt heo nướng không? Có bà, thằng Chen giàu lắm. Thằng Chen nó là con tử nhà giàu, con cửa bạc liều á. Đó, thấy không? Thấy cục thịt dữ không? Đấy. Ai cục thịt này nó bị thiêu quá, gì đang hồi lùi vậy? Ngày xưa, có một cái con virus nhỏ nó tràn lan ra khỏi cái thế giới này. Và cái gì vậy? Cái chưa kịp. Kể chuyện tiếp đi nào. Đang thi kính. Phản đỏ, cái gì? Vụ cháy rừng hả? Nếu như bạn đang ở trong rừng thì hãy chắc chắn rằng bạn phải rời khỏi cái khu rừng đó. Ồ phải rồi, đây không phải là một cái tin good, chúng ta phải rồi khỏi thôi. Vụ nước Úc phải không? Đúng ngày rồi, 1 tháng 1 năm 2020 luôn là vụ cháy rừng của Úc á. Ừ. Có luôn. Ê, mấy cái vụ gì nhớ lại mới khó nha. Ôi. Tôi mệt rồi, nhưng có nghĩa là kính trốn đi nhưng mà không ai tin hết á, cuối cùng là phải ở lại. Ở lại xong quá trình ngủ. Kêu là ngủ đi rồi có gì sáng mai tính. Không có đâu, lửa kìa ba. Đang giữa đêm lửa nó bùng cháy chết 7 người ở đây, đủ 7 người không? Trời ơi, ở đây đủ 7 người luôn. Nó chùi gì ghê vậy? Hồi nãy á, kêu đi trốn đi không chịu. Kêu là hãy rời khỏi khu rừng không chịu. Kêu thôi, đi ngủ đi có gì mai tính. Rồi xong rồi vô ngủ cháy rừng ngủ đáng. Đọc trên báo nè, cháy rừng ở Úc 7 người chết, ở đây đủ 7 người. Vãi nồi, gì ghê vậy? Lên báo ơi, ok nè, lũ vô chứ lên báo không. 8 người mày ơi, 8 người lận. Không, ở đây có 7 người nhưng mà có ở đây 8 người nhưng mà 7 người chết còn 1 người còn sống. Ô vãi, đừng nói mày còn sống nha. Tao có ông bụt. À thì mày nghĩ mày sống rồi 7 người còn lại để mày sống không? Ê có mấy bài cứu hộ 117 kìa. Trời ơi, cái đã nói thằng Chen này là công tử nhà giàu, nó không để cho mình chết đâu lo. Thôi để tao chống mắt lên con nó giàu cỡ nào. Này nè, Bảo Mập nè, đó. Những cái lúc thảm họa tao nói mày người giàu cũng như người nghèo à. Ê con, đi chạy lại chỗ cho. Ủa này nhảy qua hả sao bay? Nhảy trước đi bay. Không, nhảy qua đi. Đừng ngựa okay. Ngựa nha. Không phải, tại thấy cái lỗ nó rộng quá. Mày ngựa là mày chết á, nên là tốt nhất đừng ngựa. Tao mà không chết thì mày không chết đâu, yên tâm ba mi à. Ở đâu, dạo này tao mỏng manh lắm ba. Tim tao bị thòng á, tao bị yếu tim á ba. Trời ơi, con nhà giàu đó vác nguyên cái trực thăng lên nó cứu mình luôn kìa, ghê thiệt chứ. Lên ngồi đi ba, mày đều rồi, hết chỗ ngồi bây giờ. Sao giờ bay vô được vậy? Đẩy đang vô, đang đi vô sao rồi tao vô được rồi. Ô trời, trong máy bay rộng quá, tao đang ngồi với. Đây tao lái cho. Đi. Đó. Ê kìa, thôi cho ngồi. Lái trên này ba, mày lái đâu dưới đó vậy? Ê mày mới có bằng lái xe đạp mà sao mày lái trên máy bay là sao? Ê các bạn. Ít giờ lái xe hơi còn cũng lái được xe máy bay mà. Vãi nồi, nó hư cấu, hồi nãy vô máy bay nhỏ xíu giờ nó chà bá lửa rồi. À, ghê thật. Mém chết nha mọi người, mém chết. Ồ, cái này giờ nó thành một cái phi cơ luôn rồi. Cái sự khởi đầu rất là vĩ đại của năm 2020, cháy rừng. Đúng rồi, đầu năm 2020 là ở bên Úc bị cháy rừng các bạn, chết nhiều lắm. Chết có 7 người à mẹ. Không, thú trong rừng chết nhiều lắm. Đúng rồi, tao quan trọng mấy con đó hơn mày. Ê, cái gì kìa? Ôi, ở dưới sao thành phố thấy ghê, người chết quá trời luôn. Skeleton mày ơi. Không, skeleton nè. Đó, ê, zombie đó. Có cầm súng nữa. Ồ, vậy là xác chết của quân đội mày ơi. Mấy người này là quân đội nào mà bị zombie ăn thịt hết rồi. Còn xương không luôn, lũ đạn ghê thiệt. Sao nó không có lấy xương, nó hầm xíu quách nó ăn ta. Có ai của thằng Chen nó nói là quay về cái hầm trú ẩn của nó kìa. Có không? Ôi ghê thiệt, nó giàu ghê, nó có hầm trú ẩn riêng của nó luôn ghê. Cái này là một cái ẩn gì hả mày? Của thằng bạn của thằng Chen. Bây giờ có nói thằng Chen nó là con nhà giàu đi. Nó quan hệ rộng khác chứ ba. À, nó quan hệ rộng chứ không chật á hả? Mày muốn quan hệ rộng là mày gặp ai mày cũng quan hệ là được.
đúng rồi, gặp ai cũng quan hệ, quan hệ đại, quan hệ gặp ai cũng quan hệ, nghĩa là rộng. Ừ, nó sẽ giống Kia gì mẹ. Kia là một người dễ dãi, để thằng Chen nó quan hệ rộng. Đúng gì rồi. Nữa thì tao với thằng Bảo đâu quen Chen, có mình mày quen thân với thằng Chen đâu, phải mày quan hệ rộng. Ờ, không quen. Mày rủ đi chung mà ba. Nó mòn đít luôn á. Không quen. Nãy Ga nó nói rõ ràng, nó kêu thằng Chen là bạn thân của Ga. Quỷ Ga nó dễ dãi, quan hệ rộng rãi với thằng Chen ghê. Rộng thấy ghê luôn. Bảo nó càng rút càng rộng. Quỷ Ga nó càng rút càng rộng. Không có, ý là ai của mày cũng quen tao đó, có không? Mày thôi chứ không có nghĩa là quen quen. Thôi, hôm nay mày rủ đi Rio rừng chơi chung với bạn thân mày vậy đó. Ê, đây là bạn của thằng Ken nè, tên là Steam nè. Rất mừng người các bạn đã đến được nơi an toàn. Rồi, hãy ngồi đi. Hãy ngồi cố định yên vị cái mông vào ghế đi nào. Đừng lo nhoi như bạn Kia. Hả? Bạn Kia lo nhoi. Siêu quà là sao? Sao? Nó đang đếm người cái siêu quà này là sao? Ấy là nó cho tụi mình ngồi vô ghế á. Không ngồi thì mày chết. Ấy là muốn nói chuyện là phải ngồi đàng hoàng. Ủa, 16 tháng 3 năm 2020. Thế giới này bị kiểm bệnh vào ngày 16 tháng 3 năm 2020 là cái ngày mà thế giới bắt đầu phát động bùng phát dịch corona nha mọi người. Đúng rồi, bà đó, cái bà đó, bà cô đó. Đầu năm, nhưng mà khi mà tổ chức y tế thế giới mà người ta công nhận là khoảng... Ê, xí, cái thằng Skim này nó nói để mà trị được bệnh này á thì phải cần giấy toilet. Cái đó gọi là giấy chữ đích đúng không? Giấy chữ đích á. Bởi nồi, cô khi chúng ta gặp đối mặt với Covid chúng ta phải đeo khẩu trang. Còn con này là zombie, trong này là zombie, trong này thì ta mới nói đó, chúng ta đối mặt với Covid chúng ta phải dùng khẩu trang, còn chúng ta đối mặt với virus zombie chúng ta phải dùng giấy chữ đích. Phải, không biết coi dùng cái gì không lẽ quấn như xác ướp trời. Anh xui mày thử thôi. Nhiều khi nó sợ cái giấy chích đùi đó làm sao? Ê, tao nói nè. Quay. Ơi nghe. Cái lúc mà mình hết khẩu trang y tế là mình chuyển qua cái khẩu trang vải đúng không? Đúng rồi. Ở đây nếu mà hết giấy chủ đích mình chuyển qua giấy nhám không? Ấy luôn á ba. Không. Giấy nhám để cho thằng Bảo xài. Theo tao đi lấy đồ nè, theo tao đi lấy đồ. Giấy nhám để cho thằng Bảo nó xài. 4 3 2 nhanh. Hết thời gian bây giờ chết. Tên quá, tao lấy kịp rồi. Mới lấy được cái gậy à. Lấy cái gậy chi ba? Tao mặc đồ tao lấy gậy luôn rồi. Ừ đó, thấy chưa? Có hành y chưa mặc kịp nè. Ở trong đây nó sẽ có cái giấy chịu đích. Hãy nhanh chóng lên. Ủa cái hãy nhanh chui vô đó để lấy. Ghê à, thì ra đây siêu thị bán giấy chích đùi. Ê, nói giấy chích đùi đi cho nó văn ho. Tại sao thằng Steve nó lại kêu mình đi ăn trộm ta? Thì tại vì ở đây bị nhiễm khuẩn hết rồi, giờ phải đi ăn trộm chứ zombie nó ở trỏng mà. Đó, nó ra kìa, nó thấy tụi mình tới chôm giấy chích đùi của nó kìa. Quất nó bay ơi. Là đừng có để bị dính cái ho này. À cái ôi, ho nó ho vô mặt cái là bị dính virus đó các bạn, là bị biến thành zombie luôn á. Quấn nó đi. Ê Ga, mày lấy giấy nhám mày che mỏ nó lại đi Ga. Tao phải chà vô cho nó hả ba? Chà vô cho nó nhám á, để cho nó có nó tiếp xúc được á mới đầu mới dán lại. Chà vô mỏ nó được. Tất cả đều an toàn. Bây giờ hãy đi vô trong lấy giấy. Đập kiến bể đi vô. Đập. Trời ơi, đừng có nhảy, đừng có nhảy. Đúng là kiến làm từ China ha. Chắc dễ sợ. Ủa gì ba? Đập hoài nãy giờ không bể luôn. Trời. Ủa kính chứ đập hoài không bể luôn á. Trời bể rồi, lụ đạn kiến hay ghê thì chứ. Wow, chúng ta... Ôi, cái bình giấy lộn, cái siêu thị này không có ai luôn á. Chúng ta phải cần lấy 13 cuộn giấy chùi đích. Đây một cuộc trời đất ơi. Các bạn, cuộn giấy chùi đích nó bự gần bằng mình luôn á các bạn. Ghê thiệt. Bởi vậy mới quấn hết người được. Đây, mà lấy được 2 cuộn rồi. Lấy, chia ra lấy đi nè mọi người ơi. Đây, con đang đi từ dưới cuối bệnh viện, con để lộn cuối siêu thị đi lên nè. Ở đây giấy có giới hạn nha, nên mọi người lấy nhớ chừa cho người khác xài giới. 3 cuộn. Chúng ta không nên... Đã lấy được rồi, bây giờ chúng ta hãy quay về lại hầm trú ẩn thôi. Ok là 2020 Story. Ủa con Karen này nè. Là con nào vậy? Karen hả? Dừng lại đó. Ê mặt nó nhìn dữ ba. Ăn trộm đó. Nhìn giống như ăn trộm đúng không? Ừ. Đây đâu có phải gì? Dịch bấm hập. Gì đang ấy không. Bạn không được đi đâu hết, cho tôi đã gọi cảnh sát rồi. Hãy để chúng tôi yên đi Karen, đừng có đâm ban nữa. Dĩ mẹ.
Để im cái mặt con Kheo Đình nó đâm bang, nó đang chửi nó. Cái đó kìa. Trời đất mẹ, nó ho mà rớt cái đầu tóc ra ngoài luôn, tao sợ thiệt chứ. Chạy chạy chạy. No. Rồi xong, bạn thân của thằng Kha, bạn thân mà gọi là quan hệ rộng với Kha, nó bị nhiễm khuẩn rồi các bạn ơi. Bị nhiễm bệnh rồi. Con Kha Rình nó bị nhiễm virus nhưng mà nó chưa biến thành zombie, nó ho vô mặt của con Chen rồi. Mà cuối cùng tao bị bệnh bởi vì con Kha Rình. Ê Kha, mày nghe đồn mày quan hệ rộng với thằng này mà lại chơi nó đi ba. Bà ơi, chị sống sót là trên hết ba. Trời, quan hệ rộng kỳ vậy, quan hệ rộng mà bỏ bạn. Mặt nó trắng bệch luôn kìa. Rồi, nó nằm xuống nó biến màu xanh. Vãi rồi. Ê, giống mình nó lót một cái lớp màu trắng trước khi nó tô lớp màu xanh lên á. Vãi rồi. Thôi chạy. Đấy, nó cũng sống lại à. Cái gì vậy? Thằng Bảo nằm đóng rồi ơi, Bảo bị nhiễm bệnh ơi. chút nữa có cây gậy á quýnh thẳng đầu nó là được. Ủa là không cứu tao còn quýnh tao chết. Rồi lụm khẩu trang vô kìa bay. Nào chưa đeo khẩu trang lụm vô kìa. Bay đã lấy được toilet paper rồi, nhưng mà Chen đâu? Chen nó đi về rồi. Chen nó đi vô ấy rồi. Rất tiếc là báo là chúng tôi vô lòng báo rất tiếc khi chúng tôi đã cố gắng hết sức để cho bị nhiễm bệnh rồi. Nhưng mà Chen nó bị Karen chơi dơ phun nước miếng vô mặt. Chúng ta có một cái phản đối lớn chống lại cảnh sát kìa. Bạo động, cái đó gọi là bạo động á. Rất là muốn bạn làm cái điều đó. Hãy đi thôi, hãy vì Chen. Hãy vì bạn không phải, cái này là biểu tình á. Gọi là biểu thì đó, hồi nãy nó bạo động biểu tình đó. Biểu tình thôi chứ bạo động, biểu tình không biểu tình chứ phải bạo động ba. Đúng rồi, bạo động là sao, mang tính bạo lực nó khác. Đó, đó này nè, đó, đi biểu tình nè. Ô, ngày 25 tháng 5. Ngày 25 tháng 5 rồi. Là ngày hình như là anh da đen đẹp. Anh da đen Jose. Cổ chết anh da đen ấy. Ôi, cái này 2 ngày nữa là tới sinh nhật tao rồi. 27 tháng 5. Má đâm bang. Ok, fine. Ok, fine. Đâm bang. Má đúng đâm bang luôn. Chỗ nó gần gần quá. Hãy về đi mọi người. Chúng ta nên phải giãn cách xã hội. Uầy, đứng đây lay đấy, mấy ông về đi. Đâu, trừ khi nào mà các anh phải quỳ gối chứ chúng tôi. Thì chúng tôi, nếu như không thì chúng tôi sẽ đứng đây hoài luôn. Phải ngồi đeo khẩu trang vô bay ơi. Muốn làm gì làm chứ phải đeo khẩu trang vô. Cái sự kiện này có nha, cảnh sát có quỳ á. Có mà, trời ơi, quỳ thiệt luôn kìa mọi người. Vãi. À, đó, giờ lót lại quỳ hết rồi, đó. Đó, quỳ hết rồi đó, thì nói chung là phải quỳ. Ê, thôi. Quỳ một chân đưa tay lên giống này cầu hôn á ha. Mọi người, chúng ta là một thể thống nhất, không nên đánh nhau. Đúng rồi. Đúng rồi đó, chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau. Respect. Chúng ta đều là tất cả đều là con người. Mất respect. Chúng ta hãy đứng lên đi. À, mọi người hãy đứng lên đi, à, không nên bạo lực. Đúng rồi, amazing good job mọi người. Ai cho? Nó vô rồi kìa, zombie vô rồi. Vãi nồi, có một người bị nhiễm bệnh rồi, coi như là xung quanh chỗ này đều sẽ bị nhiễm bệnh hết luôn á. Bây giờ chúng ta cần phải tìm cách ra khỏi cái đám đông này thôi. Rồi cầm gậy lên nào các bạn ơi. Cậu quánh nó đâu à, chạy thôi. Cầm gậy chạy để cho nó có cái gì gọi là niềm tin mày hiểu không? Ủa sao tao, sao có một mình tao còn dưới cái xe vậy? Rồi xong rồi, Kia nó bán chuối luôn rồi. Người thì đi nhưng mà khỉ ở lại, thế là Kia là khỉ. Ủa? Chết rồi, sao vậy là 7 người còn sống, Kia là thằng cuối cùng ở lại với cảnh sát rồi các bạn. Chết rồi, bên đây. Từ đây tụi tao nhét bi xong. Sao còn ở dưới đây, sao nó không cho tao đi? Thôi. Okay. Rồi, tốn rồi bất chạy đậu phòng. Đúng rồi. Chứ hồi nãy mày nghe gì không? Một người còn sống sót cuối cùng là mày, tại vì mày có bột đó, mày nhớ không? Đi. Tụi tao tin mày mà. Yên tâm đi, tụi mày nhớ chờ tụi tao. Một đứa chết rồi, tao mới thấy một đứa chết đó, bảo mập chết phải không? Mày chù bộ nhỏ dữ mày. Thôi làm dữ vậy. Cái trận rồi tốc độ đây mới còn 8 giây à. Đứa đó xuống nữa kìa. Wait right here. Rồi còn được đúng 4 người luôn các bạn. Tao đây. Với thằng Kia là 5. Bảo còn sống nha. Các bạn ơi, Bảo trong game story, Bảo còn sống không đúng robot, hãy cho Bảo một tràng pháo tay nào. Yeah, tao đến nơi rồi, tao không cần nhảy luôn. Cái thứ ăn vàng. Ăn vàng dữ ta. Ô, chào mừng đã trở lại, chúng ta đã biểu tình thành công rồi. Năm 2020 này rất là điên khùng. Ê, nãy giờ tao mới để ý nha. Thằng Kia nó chạy dịch dữ quá, nó văng cái logo ra ngoài luôn rồi. Đúng rồi. Đây là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bầu cử tổng thống mới. Bầu tao đi, bầu tao đi. 2020, gần cuối năm 2020 là có cái đợt bầu cử. Đúng rồi, là nó bầu cử tới bây giờ luôn á các bạn. Bầu cử rắc rối nhất lịch sử luôn á. Đúng rồi. Ai là người đề cử là Jen và hàng Steam này đều là người được đề cử trong năm nay. Ghê. Bây giờ mọi người cần phải bầu chọn ngay bây giờ. Chạy Hà Lan này nó gọi là chạy Hà Lan.
Có nghĩa là đừng chơi ăn gian nha bay. Chỉ có hai cái người mà được chọn thôi, đó là một là thằng Chen. Mà hồi nãy thằng Chen nó bị bệnh rồi, nó không hiểu là sao luôn á. Chắc nó được chữa bệnh rồi hay gì á. Chắc vậy quá. Ê vậy có nghĩa là nếu mà bầu cho nó là bầu cho một con zombie à? Ừ. Đó, đâm ban, đó, cái tội đâm ban, nói hoài không bỏ. Ý có bụt muốn làm gì làm hả mày? Bỏ cho mày. Bỏ ai biết đâu, tự nhiên nó vô quýnh cái hết hồn luôn á. Thanh niên đâm ban lại hung zombie. Đó, cậu Quyền nuôi ở chổng chờ mày kìa, mày khỏi cần phải đâm ban. Bỏ cái gì chứ bỏ đi. Đó, ông ta phải bày ra một cái kế khác, đó là phải đột nhập. Phải lén lúc đi vô nhà trắng. Đó. Trắng luôn á. Đây là nhà trắng nè. Có không? Vót kia. À, vót ở đây. Căn nhà màu trắng gọi là nhà trắng nha các bạn. Cái này là cái nhà vót thôi. Còn đúng rồi. Vô nhà trắng là vót trực tiếp luôn. Vô đó bị liên hai. Gì liên hai? Vót một phiếu được hai phiếu. Đó vậy đó. Gì tào lao má. Má hại vậy? Cái đó gọi là vót ăn gian á các bạn. Chúng ta cần phải vượt qua cái laser này nếu như mà chúng ta muốn vót. Ba cái laser này dễ gì bảo chết bảo ha. Tao mới bị xém là em tóc vàng đẩy tao vô rồi đó. Yeah. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Ôi, nguyên game này không tốn robot luôn các bạn. Officer. Nhưng ê, mặt thanh niên này nhìn giống Kia nè. Có rồi ba, còn giống đâu, còn những cái giống tao ba. Giống mày ngồi đợi đây mất kính giả bộ làm mặt lương thiện đồ. Ồ nữa mày rảnh quá mày còn ồ nữa. Nó ồ là đúng rồi, nó mới ồ đó ba. Đúng rồi, tự nhiên nhận ra một sự thật đúng đắn. Wow. Ghiết rồi tào lao với hai người này luôn á. Trời xưa giờ mày có đàng hoàng hả? Ủa? Bay là ai vậy? Cái thằng bay ở đâu vậy? Tôi đi bầu cử. Cái thùng phiếu bầu đã bị lấy bởi bọn zombie rồi. Có vãi nồi. Nhưng mà mọi người có muốn vote nữa hay không? Muốn chứ. Chúng tôi thật sự nghiêm túc. Nhưng mà có điều này có vẻ như rất là lạ, nhưng mà thôi cứ vote đi. Vote online được không? Bầu chọn cho president mới nào. Hãy bầu chọn cho Vami. Ồ vậy giờ hả? Là sẽ có Chen hay là Steve? Hoặc là Steve là đó giờ mình không có chơi nên mình không có biết nên là mình sẽ chọn thằng Chen. Chen đúng không? Chen. Rồi ok. Đúng rồi, tại vì ít là Chen á, bạn thân có gì mình cũng à các bạn quan hệ rộng gì của mày hả? Giờ bây giờ nó là cậu bóng á, mày được mày lãng quạng nó chút nó chụp xuống. Ồ, tóc vàng luôn mày. Đất nước gì mày xấu quá. À, ghê ta. Ừ, nó được cứu rồi mà. Cảm ơn Dorothian đã vót cho tôi làm thẩm tông mới. Tôi đã sống thoát khỏi con virus này. Với cái kế hoạch của tôi là virus đó sẽ được chết. Nói chung là sẽ được thuốc chữa trị. Ừ. Và thế giới sẽ được hòa bình. Yay! Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Hãy cứu sống 2020 nào. Chúng ta đã cứu được năm 2020. Bạn đã cứu được năm 2020. Vỗ tay nào không bạn. You made it, you did it. Đúng rồi, nếu mà dù không có đích địch thì làm gì có 2021 để ngồi để chơi game này. Đúng rồi. Vỗ tay ô. Good ending. Rồi, nó phải vậy chứ, trời ơi. Bạn nào mà chịu khó nổi lòng chơi cho thằng nữa để gọi bắt ending kìa. Gì? Thôi không rảnh. Rồi, ok các bạn, thì tụi mình đã bầu được tổng thống mới và đã thoát khỏi cái dịch virus zombie các bạn ha. Nhờ giấy chủ đích, ừ. Rồi các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like, một share và nhớ subscribe channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.